Trung Quốc xuất hiện thánh nhân lần nữa, tương lai của Đài Loan sẽ ra sao? Kính chào quý khán giả của Radio Việt. Trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng của Trung Quốc, có những tác phẩm tiên tri đã để lại dấu ấn không phai mờ trong tâm trí nhân loại. Một trong những tác phẩm đó là Thôi Bối Đồ, một cuốn sách tiên tri kỳ bí được viết vào thời Đường bởi hai nhà tiên tri nổi tiếng, Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong. Cuốn sách này không chỉ ghi lại những dự đoán về tương lai của Trung Quốc, mà còn bao quát những sự kiện lịch sử quan trọng của thế giới. Hãy cùng chúng tôi khám phá nguồn gốc, nội dung và sự chính xác đáng kinh ngạc của Thôi Bối Đồ trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Thôi Bối Đồ, một cuốn sách tiên tri nổi tiếng thời Trung Quốc cổ đại. Dù bạn có tin hay không, các vấn đề như eo biển Đài Loan và những sự kiện trọng đại đang và sẽ xảy ra ở Trung Quốc đại lục cũng được nhắc đến trong cuốn sách này. Trước tiên, chúng ta hãy xem cuốn sách tiên tri Thôi Bối Đồ bắt nguồn từ đâu. Thôi Bối Đồ là một tác phẩm tiên tri kỳ diệu, do hai nhà tiên tri nổi tiếng thời Đường là Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong cùng viết. Cuốn sách này dự đoán về những biến đổi thế sự trong hơn 1.300 năm sau triều đại nhà Đường. Thôi Bối Đồ được sắp xếp theo thiên can địa chi, tổng cộng có 60 tượng. Mỗi tượng bao gồm 4 phần, một quẻ kinh dịch, 4 câu sấm, 4 câu tụng và một hình ảnh minh họa. Trong quá trình lưu truyền, những dự ngôn trong Thôi Bối Đồ được cho là chuẩn xác đến 90%. Ngày càng về sau, người ta càng nhận ra một chân lý rằng tương lai không thể vượt qua số mệnh đã được tiên đoán. Điều này đã hình thành một nhận thức chung rằng đáp án cho tương lai có thể tìm thấy trong cuốn Thôi Bối Đồ. Trải qua các triều đại ngũ đại, Lưỡng Tống, Nguyên, Minh và Thanh, các hoàng đế khai quốc đã chứng kiến sự ứng nghiệm của những dự ngôn trong Thôi Bối Đồ và cảm thấy vui mừng vì sự tồn tại của mệnh trời. Tuy nhiên, cũng có người cảm thấy sợ hãi khi thấy trước tương lai không mấy tốt đẹp của bản thân. Đặc biệt, Thôi Bối Đồ đã dự đoán chính xác sự diệt vong của nhiều triều đại và bị liệt vào hàng cấm thư. Việc Thôi Bối Đồ bị xem là cấm thư càng tăng thêm sự huyền bí trong những dự ngôn của nó. Vì vậy, việc cuốn sách này được lưu truyền rộng rãi trong dân gian là điều tất yếu. Đến giữa thời nhà Tống, Thôi Bối Đồ thậm chí đã trở nên phổ biến đến mức nếu chưa từng xem qua nó thì không được xem là người đọc sách. Thôi Bối Đồ thường không đưa ra ngày tháng năm cụ thể cho các sự kiện lớn mà hậu thế phải dựa trên 4 phần đã nêu để suy đoán. Tuy nhiên, tượng thứ 43 là một ngoại lệ khi đưa ra thời gian cụ thể. Hình minh họa là một người lớn và một đứa trẻ đứng cạnh nhau, đều vẫy tay. Quẻ tương ứng là quẻ thứ 50 của kinh dịch, tốn hạ ly thượng, đỉnh quái. 4 câu sấm viết, quân phi quân, thần phi thần, thủy gian nguy, trung khắc định, tạm dịch, vua không ra vua, tôi không ra tôi, bắt đầu nguy nan, cuối cùng an định. 4 câu tụng viết, hắc thố tẩu nhập thanh long huyệt, dụng tận bất khả thuyết, duy hữu ngoại biên can thủ thượng, tam thập nhị niên trung tử tôn kết, tạm dịch, thỏ đen chạy vào hang rồng xanh, muốn hết chẳng hết, không thể nói, chỉ có trên cây ngoài biển, trong 32 năm con cháu đầy. Câu đầu tiên trong bài tụng chỉ ra thời gian tiên tri sẽ xảy ra. Hắc thố ám chỉ năm thủy mão vì trong ngũ hành, màu sắc đối ứng với thủy là màu đen. Thanh long ám chỉ năm mộc thìn vì trong ngũ hành, màu của mộc là màu xanh. Năm thủy mão là năm 2023, còn năm sau mộc thìn là năm 2024. Theo hoàng lịch, một chu kỳ kéo dài 60 năm, và cứ mỗi 60 năm thì năm thủy mão và mộc thìn lại xuất hiện một lần. Vì sao lại đặt tượng này ứng với năm 2023 đến 2024? Điều này phải xem xét tổng thể quẻ tượng, lời sấm và câu tụng. Quân phi quân, thần phi thần có nghĩa là trật tự giữa vua và thần đã bị đảo lộn. Nhìn vào bức tranh, người lớn và đứa trẻ đứng cạnh nhau. Vị trí của đứa trẻ bên phải hướng Tây, người lớn bên trái hướng Đông, chẳng phải là vị trí địa lý của Trung Quốc và Đài Loan trên bản đồ thế giới sao? Trung Quốc đại lục và Đài Loan có hệ thống chính phủ, quân sự, tiền tệ và tư pháp riêng biệt, không thực sự có mối quan hệ vua tôi. Điều này ứng với câu sấm quân phi quân, thần phi thần. Mặc dù bề ngoài, Đài Loan được coi là khu tự trị thuộc Trung Quốc, nhưng thực chất họ đi theo con đường chủ nghĩa tư bản, có tổng thống là người đứng đầu và không phụ thuộc vào Trung Quốc đại lục. Điều này đối với Trung Quốc là sự phản bội. Hình ảnh người lớn giơ tay lên như sắp đánh đứa trẻ, nhưng đứa trẻ không né tránh mà chỉ đưa tay lên đỡ đầu, thể hiện sự chống trả mà không hề bỏ chạy.
Điều này càng khiến chúng ta lo lắng vì tình hình chính trị đã rất căng thẳng và không bên nào chịu nhường bên nào. Một cuộc chiến nổ ra là điều khó tránh khỏi. Thủy gian nguy, Trung khắc định ám chỉ tình thế chính trị căng thẳng hiện nay, nhưng cuối cùng sẽ mở ra cục diện ổn định. Hình ảnh đứa trẻ bảo vệ đầu, sải bước về phía trước thể hiện sự kiên trì và tín tâm. Đài Loan không sợ hãi mà chống trả quyết liệt, được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Câu tụng đầu tiên Hắc Thố Tẩu Nhập Thanh Long Huyệt có hai ý nghĩa. Một là chỉ ra thời gian tiên tri sẽ xảy ra như đã phân tích, và một ý nghĩa khác là con thỏ bước vào hang rồng. Rồng biểu tượng cho sự tự do độc lập, con thỏ đại diện cho sự sinh sôi. Thỏ màu đen chứng tỏ ý đồ sinh sôi này không tốt, ám chỉ Trung Quốc muốn bành trướng ảnh hưởng sang Đài Loan và nhiều khu vực khác. Dụng tận bất khả thuyết nói rằng lòng tham vô đáy của con thỏ khi vào hang rồng sẽ lập tức mất mạng. Điều này đúng vì Đài Loan có sự chống lưng của Mỹ và sự ủng hộ của nhiều cường quốc khác. Nếu chiến tranh thật sự nổ ra, Trung Quốc sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Duy hữu ngoại biên căn thủ thượng, tam thập nhị niên trung tử tôn kết có nghĩa là bên ngoài hang rồng có một cái cây. Gốc cây không ngừng sinh sôi và phát triển trong suốt 32 năm, tích lũy sức mạnh và là chìa khóa để xoay chuyển tình thế. Đài Loan hiện đang cung cấp một nửa số chip bán dẫn cho toàn cầu với các chất bán dẫn tiên tiến nhất, chiếm 92% sản lượng. Theo thống kê của Boston Consulting Group, chip bán dẫn đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong lĩnh vực công nghệ. Nó đảm nhận nhiều chức năng quan trọng và góp phần đáng kể vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử và thông tin. Vì vậy, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, chính họ cũng sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Có thể nói đây là kim bài miễn tử của Đài Loan. Hãy cùng xem xét quẻ tương ứng với tượng này. Đó là đỉnh quái, còn gọi là hỏa phong đỉnh. Quẻ ly trên là hỏa, quẻ tốn dưới là phong. Ở Trung Quốc cổ đại, đỉnh cũng là một biểu tượng của quyền lực quốc gia. Việc giành chiếm chính quyền gọi là vấn đỉnh và được chính quyền gọi là định đỉnh. Quẻ đỉnh là quẻ cách. Vì vậy sự thay đổi của triều đại được gọi là đỉnh cách chi biến. Đầu tiên là cách mạng, sau đó là định đỉnh. Tổng hợp lời của quẻ đỉnh và các hào trong đó, thiên cơ của quẻ đỉnh tiết lộ rằng dưỡng hiện tà và đổi mới hình thế sẽ ổn định. Người ngoài sẽ không thể khuấy động nổi. Điều này phù hợp với câu sấm thủy gian nguy. Trung khắc định, từ năm Thủy Mão đến năm Mộc Thìn, tức là từ năm 2023 đến năm 2024, có thể là thời điểm rất khó khăn và nguy nan cho Đài Loan. Một cuộc chiến lớn có thể nổ ra là điều khó tránh khỏi, nhưng cuối cùng nguy cơ này sẽ được giải quyết. Câu duy hữu ngoại biên căn thủ thượng, tam thập nhị niên trung tử tôn kết chỉ rằng gốc cây bên ngoài sau 30 năm sẽ đơm hoa kết trái. Hai câu tụng này kết hợp với quẻ đỉnh ám chỉ sức mạnh dựa vào thế hệ tài năng được tích lũy và bồi dưỡng trong 32 năm qua. Đây chính là chìa khóa để Đài Loan thể hiện sức mạnh của mình. Tam thập nhị niên là 32 năm, tính từ thời điểm có sự đồng thuận năm 1992. Đây là thỏa thuận sơ bộ khẳng định hai bên eo biển Đài Loan thuộc về một Trung Quốc. Và từ năm 1992 đến năm 2024 là tròn 32 năm. Điều này khẳng định năm 2024 sẽ là một năm có nhiều sự thay đổi lớn. Thế hệ người Đài Loan sinh ra và lớn lên trong và ngoài nước tượng trưng cho gốc rễ hang rồng. Với những nỗ lực của họ, tình hình cuối cùng sẽ được ổn định. Để làm rõ hơn về sự kiện sẽ xảy ra năm 2024, chúng ta hãy xem thêm lời giải của tượng thứ 54. Tượng này có một lời tiên tri cho sự kiện khủng khiếp có thể sắp xảy ra. Hình minh họa của tượng 54 là năm mục đồng đang đuổi một con trâu. Nó tương ứng với quẻ tượng thứ 43 của kinh dịch, quẻ quái, cấn dưới, đoài trên. Bốn câu sấm viết, lỗi lỗi lạc lạc, tà kỳ nhất cục, chắc tức cầu an, tuy tiếu diệt khốc, tạm dịch như sau, rối rắm lộn xộn như trò cờ tàn tìm cách yên ổn, dù cười mà khóc. Bốn câu tụng viết, bất phân ngưu thử, giữ ngưu dương, khứ mao tổn khoắc, thượng xưng cường, hoàn trung tự hữu chân long xuất, cửu khúc hoàng hà, thủy bất hoàng, tạm dịch là không phân châu chuột và châu dê, bỏ lông còn ra tỏ mạnh mẽ, trong cõi tự có rồng xuất hiện, chín khúc hoàng hà, nước chẳng vàng. Quẻ đoài là quẻ có năm hào dương và một hào âm, tượng trưng cho năm mục đồng đuổi một con trâu. Câu sấm lỗi lỗi lạc lạc, tà kỳ nhất cục chỉ tình hình nhìn có vẻ tốt nhưng thực ra đã đến giai đoạn cờ tàn. Vận mệnh đất nước cô lập, khó có thể kéo dài.
Trắc tức cầu an nghĩa là chỉ trông mong cầu an nhàn, phản ánh tâm thái của nhân dân muốn an ổn trong tình hình chiến tranh. Tuy tiếu diệt khốc nghĩa là bề ngoài vui vẻ nhưng thực chất trong lòng đau khổ. Hai câu tục đầu bất phân ngưu thử giữ ngưu dương, khứ mao tồn khoác, thượng xưng cường ám chỉ Trung Quốc thể hiện sự phát triển vượt bậc nhưng bên trong chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Ngưu thử là quan chức, ngưu dương là dân thường, ám chỉ sự không phân biệt giữa quan chức và dân, phê phán sự độc tài của Trung Quốc. Hoàn trung tự hữu chân long xuất, cửu khúc hoàng hà, thủy bất hoàng ý chỉ Trung Quốc sẽ xuất hiện thêm bậc thánh nhân cứu đất nước. Người xưa tin rằng sông Hoàng Hà trong vắt là điềm lành. Từ cổ chí kim, đã có câu thánh nhân xuất, Hoàng Hà thanh, chỉ hiện tượng kỳ lạ khi nước ở trung và hạ lưu sông Hoàng Hà trở nên trong xanh. Khi đó, một bậc thánh nhân sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, điều này rất hiếm xảy ra, bởi vì khi sông Hoàng Hà chảy qua cao nguyên Hoàng Thổ, nó mang theo một lượng lớn phù sa, làm nước sông trở nên vàng đục. Đây cũng là nguồn gốc của tên gọi Hoàng Hà. Từ thời Đông Hán, nước sông Hoàng Hà rất hiếm khi trong vắt. Theo ghi chép, chỉ có khoảng 43 lần nước sông trở nên trong, trung bình 40 năm mới xảy ra một lần, và thời gian nước sông trong chỉ kéo dài rất ngắn. Năm 1949, tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 1, câu thánh nhân xuất, Hoàng Hà thanh đã được nhắc tới, cho thấy các quan chức cũng có niềm tin mạnh mẽ vào những lời tiên đoán của cổ nhân. Chế độ mới cũng vui mừng trước ánh sáng gợi mở của lời tiên tri này và nỗ lực làm cho nước sông Hoàng Hà trong vắt để chứng minh mình là thánh nhân được nhắc tới. Sau nhiều năm nỗ lực, vào đầu những năm 2000, hàm lượng phù sa của sông Hoàng Hà đã giảm đáng kể vào mùa không có lũ, khiến hơn 80% diện tích sông Hoàng Hà có nước khá trong xanh. Các chuyên gia cho rằng, kết quả này là do việc quản lý nước và đất trên cao nguyên Hoàng Thổ, cùng với các công trình thủy lợi và hồ chứa nước nhỏ, giúp giảm lượng phù sa ở trung và hạ lưu. Đến năm 2018, truyền thông Trung Quốc bắt đầu đưa tin rầm rộ về sự thành công trong quản lý sông Hoàng Hà, khiến nước sông trở nên trong vắt, ám chỉ bậc thánh nhân sắp xuất hiện. Trong lịch sử, có ghi chép lại rằng dưới triều đại của Hoàng đế Tống Huy Tông, Hoàng Hà đã 3 lần trở nên trong vắt vào các năm 1007, 1108 và 1109 ở Đồng Châu. Đặc biệt, vào năm đại quan đầu tiên, 1107, Hoàng Hà có đoạn dài 800 dặm nước trong vắt suốt 7 ngày 7 đêm. Hoàng đế và các quan đều vui mừng khôn xiết, coi đó là điểm tốt lành ban cho Đại Tống. Tuy nhiên, chỉ 18 năm sau khi dựng bia Hoàng Độc để ca ngợi kỳ tích này, biến cố Tĩnh Khang nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc đã diễn ra. Triều đại Bắc Tống sụp đổ, Tống Huy Tông và con trai Tống Khâm Tông trở thành tù binh của người nữ chân phương Bắc. Nếu nói Hoàng Hà Thanh tương ứng với sự xuất hiện của thánh nhân, thì người đó có lẽ là Hoàng đế nhà Kim Hoàn Nhan Thịnh, người đã bắt Tống Huy Tông. Do đó, việc làm cho nước sông Hoàng Hà trong vắt không nhất thiết phải ám chỉ sự xuất hiện của thánh nhân trong triều đại đó, mà có thể ở một thời đại khác, nơi khác. Theo quẻ tượng thứ 54, hình ảnh năm cậu bé chăn cừu cùng nhau lùa một con trâu thể hiện những người chính nghĩa hợp sức hành động. Đầu con trâu hướng về phía tây, ám chỉ việc lùa gia súc về đúng chuồng của nó. Hình ảnh này làm tôi liên tưởng đến các nước nhỏ xung quanh đang bị Trung Quốc bành trướng như Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và Đài Loan. Năm mục đồng tượng trưng cho năm nước nhỏ. Với sự đoàn kết, năm cậu bé đã lùa con trâu Trung Quốc về đúng chuồng của nó. Theo quẻ tượng này, có lẽ Trung Quốc sẽ thất bại trong việc xâm chiếm Đài Loan. Tiếp theo, chúng ta hãy xem quẻ tượng 44 của Thôi Bối Đồ để biết thêm về dự đoán của nó về vị thiên tử mới của Trung Quốc. Quẻ tượng vị tế, sấm viết nhật nguyệt lệ thiên, quân âm nhiếp phục, bách linh lai triều, song vũ tư túc, tạm dịch là mặt trời mặt trăng đẹp trời, âm tà nhiếp phục, trăm thần đến chầu, hai cánh bốn chân. Tụng viết như sau: Trung Quốc ngày nay có thánh nhân, không là Hào Kiệt cũng Chu Thành, bốn phương lại xưng gọi thiên tử, bí cực thái lai, chín nước. Nhà phê bình văn học nổi tiếng cuối thời nhà Minh và đầu nhà Thanh cho rằng, tượng này là dấu hiệu cho sự phục sinh của bậc thánh nhân, khắp nơi đều đến bái triều quy phục dưới sự cai trị của ngài. Về vị hoàng đế mới này, câu nhật nguyệt lệ thiên, quần âm nhiếp phục có thể được hiểu rằng vị thiên tử mới sẽ theo con đường chính đạo và uy nghiêm, khiến thiên hạ chấn động. Quần âm có thể hiểu là những kẻ tiểu nhân, phải khuất phục vì sợ hãi,
câu Bách Linh Lai Triều, song Vũ Tư Túc có thể ngầm biểu thị thời điểm xuất hiện của vị hoàng đế mới. Trong số 12 con giáp, chỉ có con gà có đôi cánh, sau con gà là con chó có bốn chân. Do đó, song Vũ Tư Túc có thể tương ứng với năm Dậu và năm Tuất, gần nhất là các năm 2029 và 2030, hoặc xa hơn là các năm 2041, 2042, 2053, 2054. Tuy nhiên, kết hợp với quẻ tượng thứ 43 và 54, có thể dự đoán thời điểm xuất hiện gần năm 2024 nhất là vào năm 2029 và 2030. Bạn có tin vào những lời tiên tri trong Thôi Bối Đồ? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.